Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Chào mừng quý vị đến với lại tin tức buổi tối của ngày hôm nay cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng đến từ San Jose và Mỹ Linh. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui bên cạnh những người thân yêu của mình. Ngay sau đây xin mời quý khán giả cùng chúng tôi gặp gỡ với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng để cùng bắt đầu vào chương trình buổi tối hôm nay. Chào, xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, thân ái chào cô Mỹ Linh, kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi bản tin buổi tối của ngày hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2022. Xin kính chúc quý vị có được một buổi tối thật là an vui và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng và kính thưa quý vị, trước khi gửi đến cho quý khán giả những bản tin, không quên cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ, đó chính là Yaomaval Resort and Casino ở San Manuel với 6.500 máy kéo có luôn cả bài bàn, hệ thống hotel resort đã khai trương để phục vụ cho quý vị. Kính mong quý khán giả khắp nơi nhớ ủng hộ. Và tiếp đến nữa đó là nhà hàng chay Di Lạc với tất cả những món ăn chay rất là hấp dẫn. Kính mời quý khán giả nhớ tìm đến với nhà hàng chay Di Lạc, tọa lạc tại địa chỉ 2850 Quinby Road, suite 125 thuộc thành phố San Jose, điện thoại là 408-238-8686, 408-238-8686. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây là những bản tin gửi đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, mở đầu cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là cái chết của tham vọng chống biến đổi khí hậu. Sau 18 tháng đề nghị luật chống biến đổi khí hậu, ông Joe Biden phải buông tay trước những thực tế chính trị bị chia rẽ sâu sắc của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Joe Manchin, đảng Dân Chủ của West Virginia, đã phản đối dự luật lớn về gia đình và khí hậu của đảng ông chỉ để bảo vệ ngành khai thác than đá và dầu mỏ của tiểu bang mà ông ta đại diện. Tổng thống Joe Biden có tham vọng đưa Hoa Kỳ lên dẫn đầu các cuộc chiến để mà chống biến đổi khí hậu, cứu hành tinh của trái đất. Nhưng sau 18 tháng cầm quyền, ông đã phải buông tay trước thực tế chính trị bị chia rẽ sâu sắc của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Hôm qua, ông Joe Biden đã thừa nhận đảng của ông đã không thể thuyết phục được một thượng nghị sĩ dân chủ và bất kỳ đảng viên nào của đảng Cộng Hòa trong Thượng viện để ủng hộ dự luật mà ông hy vọng là chương trình pháp lý lớn sẽ đối đầu với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Đây là một sự gian nan của một đạo luật mà khi ông đã nhậm chức, ông Joe Biden đầu tiên đã cam kết sẽ loại bỏ các loại nhiên liệu hóa thạch như là dầu mỏ và than đá để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đang gây ra những vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ông đã thất bại vì những kế hoạch này đã khiến tình trạng của đất nước cũng như là vấn đề nguyên liệu càng ngày càng trở nên tối tăm hơn. Đạo luật lớn liên quan đến tới khí hậu mà ông đã đề ra là xây dựng lại tốt hơn, Build Back Better, mà người ta gọi tắt là 3B. Trong đó có điều khoản chính phủ liên bang sẽ dành khoảng 300 tỷ để ưu đãi thuế cho các công ty năng lượng sạch như là năng lượng mặt trời và năng lượng gió, xây dựng một mạng lưới các trạm sạc điện công cộng cho xe điện dọc các tuyến đường cao tốc và ưu thuế cho những người mua xe điện. Để ngân sách được thực hiện chương trình an sinh xã hội và chống biến đổi khí hậu, trong dự luật sẽ tăng thuế lên các thành phần giàu có trong xã hội. Tuy nhiên, nói thì rất là dễ, nhưng khi đụng đến cái thuế của các nhà giàu cũng như là những cơ sở khác thì ông Joe Biden đã bị chống đối một cách hết sức là nặng nề. Do đó, người ta có thể nói rằng cái dự luật mà biến đổi khí hậu được gọi là đã hấp hối. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Và theo một cuộc thăm dò của CNN, thì hầu hết người Mỹ không hài lòng với Tổng thống Biden, nền kinh tế và tình trạng của đất nước. Và đây là cuộc thăm dò của một đài truyền hình và rất là ủng hộ cho bên phía của đảng Dân Chủ, đã từng có những cái bản tin mà phải nói là vô cùng chống đối với cựu Tổng thống Trump. Nhưng mà bây giờ đây bản thân họ cũng không thể làm cách nào hơn khi mà thực tế đã đưa ra những cuộc thăm dò cho thấy một cái sự thất bại nặng nề của chính quyền Tổng thống Biden trước niềm tin của người dân. Vào mùa hè của năm 2022 năm nay là mùa của một sự bất mãn ngày càng rộng rãi hơn. Cuộc khảo sát cho thấy sự gọi là cái nhìn của công chúng về tình trạng đất nước ngày càng tồi tệ và họ cho rằng đất nước đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ năm 2009. Về nền
nền kinh tế thì là tồi tệ nhất kể từ năm 2011. Và 7 trong số 10 người thì nói rằng là Tổng thống Joe Biden không quan tâm đầy đủ đến hiện trạng của đất nước. Và tỷ lệ đồng ý của gọi là đồng ý với Tổng thống Biden vẫn ủng hộ ông chỉ có 38% so với 62% là không đồng ý. Và bây giờ đây thì cái số người mà đồng ý với Tổng thống Biden trong cách giải quyết nền kinh tế là 30%. Và trong tình trạng lạm phát là 25%, có nghĩa giảm đi một cách rất là khủng khiếp. Tức là chỉ có 30% người đồng ý thôi, 70% còn lại không hề đồng ý với cách mà Tổng thống Biden giải quyết nền kinh tế. Về tình gọi là cách giải quyết lạm phát thì còn tệ hơn nữa, chỉ có 25% số người tin rằng là đang đi đúng cách, còn lại là đã cho rằng là không hề đi đúng cách. Với vấn đề chi phí ngày càng gia tăng, áp lực kinh tế lên hầu hết các gia đình của người Mỹ, 75% cho rằng là lạm phát và chi phí sinh hoạt là vấn đề quan trọng của các gia đình đang phải đối mặt. Mùa hè năm ngoái thì con số mà tin tưởng Tổng thống Biden là 43%. Với các cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến, thì cuộc thăm dò này cho thấy một con số không mấy gì vui vẻ, một tín hiệu cho thấy là ngày càng tồi tệ với niềm tin của công chúng dành cho chính quyền Tổng thống Biden. Không kể là bây giờ là bên phía đảng Cộng hòa là chống đối, rồi những người cử tri độc lập cũng sẽ không ủng hộ cái con số đó không hề thay đổi. Nhưng mà ngay trong số của những người của đảng Dân chủ đó, thì cái sự ủng hộ của Tổng thống Biden cũng giảm luôn. Ví dụ như con số mà đồng ý với Tổng thống Biden vào năm ngoái đó là 86% vào hồi cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 5. Nhưng mà hiện nay là xuống còn có 73% thôi. Trong khi đó, con số của các đảng viên độc lập và đảng Cộng hòa thì vẫn giữ như vậy. Theo đánh giá sự ủng hộ của đảng Dân chủ về cách mà Tổng thống Biden giải quyết nền kinh tế thì là 62%. Giảm là từ hồi năm ngoái là 71%, mà trong khi đó thì là bây giờ thì chỉ còn có 62% thôi. Về tình trạng lạm phát thì là 51% đảng viên đảng Dân chủ thì đồng ý, nhưng mà 47% luôn là không có đồng ý. Và trong số những người mà da màu đó thì 45% đồng ý, nhưng mà giảm so với là 54% hồi đầu mùa xuân thì họ đồng ý tới 54 luôn, nhưng bây giờ chỉ còn 45 thôi, tức là giảm tới 10% số người đồng ý với Tổng thống Biden. Đó là bên phía những người vốn ủng hộ nha, còn những người không ủng hộ thì chúng ta thấy rồi. Và bây giờ nhìn tổng thể chỉ có 38% dân số nước Mỹ cho rằng là Tổng thống, chỉ có 38% là đồng ý cho rằng Tổng thống Biden đang đi đúng cách. Trong đó 62% luôn quá bán là không đồng ý với là những gì đang xảy ra với nền kinh tế, tình trạng lạm phát mà cách mà Tổng thống Biden giải quyết hiện trạng của đất nước. Và quay trở lại với là tiến sĩ Hồng Dũng, thưa anh. 31% quá thấp. Kính thưa quý vị, đất nước Iran đã dự đoán trừng phạt thêm 61 người Hoa Kỳ khi đàm phán hạt nhân đã bế tắc. Đây là một sự kiện mà những vấn đề của Iran đối với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ vẫn còn là một trong những bản tin nó chưa có đưa đến một cái sự tốt đẹp. Như chúng ta biết rằng tình trạng của Iran cho đến giờ phút này vẫn còn nằm trong một cái sự nghi ngại. Và vì vậy mà các nước châu Âu cũng như là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã không tiếp tục có những cái cuộc đàm phán để mà giảm đi cái vấn đề mà Iran đã chế tạo những loại nguyên tử khiến cho thế giới đang quan tâm và lo ngại. Cho đến giờ phút này thì Iran đã mong mỏi đất nước Hoa Kỳ phải bỏ cấm vận để tình trạng kinh tế của Iran khá hơn. Tuy nhiên, mãi cho đến giờ phút này thì các nước vẫn còn là một sự nghi ngại đối với Iran. Vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã đến Ả Rập Saudi và đây cũng là một trong những cái sự quyết tâm của thế giới rằng giữa Ả Rập Saudi và Iran cũng không có thuận thảo. Và dĩ nhiên Tổng thống Joe Biden phải ngã về phía của đất nước Ả Rập Saudi về vấn đề kinh tế dầu hóa, cho nên đã cần khiến cho đất nước Iran còn lòng lộn và càng khó khăn hơn. Do đó thì Hoa Kỳ thì luôn luôn bảo vệ công dân của mình, bao gồm những người đã phục vụ cũng như là những cư dân ở các nơi, và đó là cái điều mà Hoa Kỳ cần phải lưu ý. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì Hoa Kỳ vẫn không có đưa ra những cái khuyến cáo nào để mà người Hoa Kỳ có thể đi du lịch ở bất cứ nơi đâu. Trong đó chắc chắn rằng Iran là một dấu chấm rất là đỏ, giống như là ngọn đèn đỏ đã cản trở bước tiến của những người du khách Việt Nam tới những cái vùng vô cùng nguy hiểm. Trở lại với cô Mỹ Linh.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý vị, Phó Tổng thống Mike Pence tập trung vào tiểu bang Arizona sau khi cựu Tổng thống Donald Trump cũng làm như vậy. Và Phó Tổng thống Mike Pence dường như đã quyết định rằng cách duy nhất để có thể vượt qua được cựu Tổng thống Trump đó là có thể gọi là đối diện trực tiếp, và ông đã thật sự làm như vậy. Khi mà cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã ủng hộ cho một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đó là Karen Taylor Robson trong cuộc đua giành chức thống đốc của tiểu bang Arizona. Trong khi đó đó thì cựu Tổng thống Trump lại ủng hộ cho một người khác, đó là một người nổi tiếng ở trong giới truyền thông ở tại Arizona, đó chính là Carrie Lake, là một người cựu phát thanh viên của đài truyền hình địa phương rất được yêu mến. Cho nên bây giờ đây thì hai người đối đầu trực tiếp với nhau bằng cách là ủng hộ cho hai đối thủ của cùng Đảng Cộng hòa hoàn toàn khác nhau. Ở đây là một cái việc mà có thể nói là một cách làm rất là khác biệt với lại những đối thủ khác, khi mà có nhiều người ở trong Đảng Cộng hòa cũng muốn giành được cái sự ủng hộ cho cuộc bầu cử tổng thống của năm 2024. Nhưng mà ông Mike Pence dừng đi một con đường khác, đối đầu trực tiếp với cựu Tổng thống Trump luôn. Và trong một cái cuộc nói chuyện để mà ủng hộ cho ứng cử viên Karen Taylor Robson thì Phó Tổng thống Mike Pence nói, khi các đảng viên của Đảng Dân Chủ tại Arizona đang theo đuổi một chương trình nghị sự đầy liều lĩnh của Biden và Harris, thì Karen Taylor Robson, là ứng cử viên duy nhất cho thống đốc, sẽ giữ gìn biên giới và đường phố của Arizona an toàn, trao quyền cho phụ huynh và tạo ra các trường học tuyệt vời, đồng thời thúc đẩy các giá trị của bảo thủ. Và trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã nói là rất ít người có thể mà gọi là đấu lại với lại fake news giống như là Carrie Lake. Chỉ một câu đơn giản như vậy. Nhưng mà cái sức ảnh hưởng sẽ như thế nào? Và sẽ ra sao? Để rồi chúng ta xem thử rằng ai sẽ thắng, Mike Pence sẽ thắng hay là Tổng thống Trump sẽ thắng tại Arizona. Chỉ cần nhìn ứng cử viên nào sẽ chiến thắng cho cái cuộc bầu cử của tháng 11 này. Đây là, xin lỗi, là cho cái cuộc gọi là bầu cử vào ngày 2 tháng 8 sắp tới đây tại Arizona. Chúng ta đã có cái cuộc bầu cử hồi tháng 6 tại California rồi. Nhưng mà cả Arizona thì sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8 tới đây. Thì xem thử ứng cử viên nào, ứng cử viên của ông Mike Pence hay ứng cử viên của cựu Tổng thống Trump sẽ đại diện cho Đảng Cộng hòa để đấu với một đảng viên của Đảng Dân chủ vào tháng 11, thì chúng ta chờ coi. Và đây là một cái việc rất là hấp dẫn, và đây không chỉ xảy ra tại Arizona mà cựu Phó Tổng thống Mike Pence và cựu Tổng thống Trump cũng đấu với nhau ngay tại một tiểu bang chiến địa, đó là tiểu bang Georgia. Trong khi đó thì ông Mike Pence thì ủng hộ cho Brian Kemp, trong khi đó thì Tổng thống Trump lại ủng hộ cho ông David Perdue. Yeah, cho nên là quý vị thấy là đây là cách mà ông Mike Pence đối đầu với lại cựu Tổng thống Trump. Và đến đây thì xin kính mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi để theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh và tiến sĩ Ngô Hồng Dũng, được gửi đến cho quý vị trên cả 3 băng tần của chúng tôi từ 7 giờ đến 8 giờ tối giờ miền Nam California, cũng như là ở trên YouTube, ở trên Facebook VNATV, hệ thống Roku Box cũng như là website vnatv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc về với đài 714-662-9696, 714-662-9696 hoặc email của chúng tôi là info@vnatv.com, info@vnatv.com. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi hãng xe Kia với dòng xe EV6, dòng xe điện 100%, lần đầu tiên được Kia sản xuất. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có dòng xe Sportage là xe hybrid, nửa xăng nửa điện, rất là tuyệt vời. Mọi chi tiết xin kính mời quý vị tìm hiểu thêm tại các dealer xe Kia trong vùng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây là những bản tin tiếp theo được gửi đến cho quý khán giả. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, về vấn đề năng lượng ở tại Âu Châu vẫn là một đề tài vô cùng lớn. Cho nên các vị lãnh tụ của các khối ở tại Âu Châu cũng lo sốt vó về vấn đề khí đốt, dầu hỏa và những năng lượng chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. EU đã tăng nhập khí đốt của Azerbaijan.
Ủy ban châu Âu đã ký một thỏa thuận tăng gấp đôi những lượng khí đốt nhập từ Azerbaijan lên ít nhất là 20 tỷ mét khối. Và theo như bản ghi nhớ thì đây là những vấn đề mà những chương trình mới hợp tác năng lượng giữa EU và Azerbaijan. Tuy nhiên đối tác này nó vẫn không phải là một cái nơi mà có những cái trữ lượng quá nhiều. Chủ tịch Ủy ban châu Âu là ông von der Leyen đã tuyên bố là thông báo về EU đang chuyển sang các nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy hơn. Và dĩ nhiên là trong những ngày sắp tới thì rất nhiều những lãnh tụ của châu Âu sẽ sang nơi đây để ký những thỏa thuận mới. Mục tiêu là tăng gấp đôi những khí lượng để mà chuyển từ Azerbaijan tới EU trong vài năm sắp tới. Đối tác quan trọng bảo đảm cái nguồn năng lượng cung cấp cho Liên Âu để mà thực hiện những mục tiêu làm thế nào để có thể phát triển mà không cần phải lệ thuộc cái năng lượng của nước Nga qua những cái cuộc chiến dịch đặc biệt mà Nga đã phát động chiến dịch từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 giữa Nga và Ukraine. Mặc dù như vậy, nhưng mà trong năm 2022 thì số lượng này sẽ bắt đầu, nhưng mà mỗi năm có thể có những sự gia tăng. Mặc dù rằng muốn có sự gia tăng nhiều đi nữa, cái số lượng này cũng không đủ cung cấp một cách trực tiếp giống như là mua thẳng của nước Nga. Tuy vậy, có còn hơn không, đây là điều mà Liên Âu đã tính toán. Và bây giờ thì những nhà chiến lược của Liên Âu cũng như là ở tại NATO cũng đã tỏa ra khắp 10 phương, 4 hướng để tìm cái nguồn năng lượng khác cung cấp. Và từ đó thì chúng ta mới biết rằng cái điều mà cấm vận nước Nga nó cũng đã trở thành một cái điều chướng nạn cho Liên Âu, đặc biệt là vấn đề về năng lượng, khí đốt và sưởi ấm cho mùa đông sắp tới. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến cơ quan khẩn cấp đã không thể đến được ngay để mà giải quyết một vụ nổ súng ở tại một công viên ở Indiana vì họ đang làm việc ở tại một khu vực nổ súng tại một trung tâm mua sắm khác. Cho nên hai vụ nổ súng liền kề nhau cách nhau có mấy tiếng làm cho cơ quan khẩn cấp không cách nào cứu người được luôn. Không có thể nào tới kịp nữa và họ tới hơi chậm trễ. Đây là một cái sự việc mà rất là đáng lo ngại luôn. Theo một số người thì cơ quan ứng cứu khẩn cấp của thành phố Bishkek thuộc tiểu bang Indiana đã không thể đến tại hiện trường của một vụ xả súng vào ngày Chủ nhật ở một công viên là tại vì họ đang phải giải quyết một vụ nổ súng ở một trung tâm mua sắm. Đó là theo lời của thị trưởng của thành phố Bishkek đã cho biết như vậy. Thị trưởng Dennis Buckley cũng cho biết vào một cuộc họp báo vào ngày thứ hai, bởi vì các xe cứu thương thì đang ở ngay tại khu vực trung tâm mua sắm để mà giúp đỡ những người ở đây tại trung tâm mua sắm Greenwood. Một tay súng chưa được tiết lộ danh tính đã giết chết 3 người và làm 2 người khác bị thương ngay tại trung tâm mua sắm này ở khu vực Greenwood Park vào tối ngày Chủ nhật. Một nhân chứng lúc này đó là một trong những người nhân chứng cũng là người có cái khẩu súng đã mang theo khẩu súng bên người và bắn chết cái kẻ tấn công đó. Và vài giờ sau thì tại thành phố Bishkek cách khoảng lúc 9 giờ 30 tối thì các nhà chức trách cũng được gọi điện để mà report về một cái vụ nổ súng đang xảy ra ở tại công viên Don Charles thuộc thành phố Bishkek cách Greenwood thì khoảng chừng 22 miles. Lúc đó thì cảnh sát cũng cho biết rằng là chúng tôi đã phát giác ra và đã được report rằng có vụ nổ súng, nhưng mà không cách nào đủ người và nhân viên cứu cấp không thể nào đến hiện trường ngay kịp lúc, cho nên là hai sự việc lại xảy ra cách nhau chỉ có vài tiếng đồng hồ, nên họ phải vật lộn để có thể tìm mọi cách giải quyết ở ngay tại hai hiện trường luôn. Nhưng mà khi mà họ chạy đến được cái công viên đó thì người ta thấy là đã có nhiều người bị thương, có ít nhất là một người đã thiệt mạng, 3 người bị thương được đưa di chuyển đến bệnh viện, và trong đó thì 3 người bị thương đều ở trong tình trạng ổn định và cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Nhưng mà đây là cho thấy hàng loạt những vụ nổ súng đã xảy ra liên tục trong thời gian gần đây. Dù rằng là chính quyền Tổng thống Biden cứ nói là sẽ có những cái gọi là chính sách rất là cứng rắn về súng, nhưng mà hình như là càng cứng rắn, cứ càng nói về súng thì những kẻ nổ súng lại càng cho nổ súng hơn, giống như là cái kiểu mà bị khiêu khích đó.
họ càng làm dữ dội hơn. Nhưng mà trong khi rõ ràng dưới thời của chính quyền tổng thống Donald Trump, chúng ta không thấy những vụ xả súng hàng loạt xảy ra một cách điên rồ như vậy. Đây là quả thật là chúng ta đang ở trong một cái tình trạng đất nước khó mà chấp nhận được. Nên cái niềm tin của công chúng dành cho chính quyền tổng thống Biden suy giảm đi rất nhiều là một điều có thể dễ hiểu được, thưa quý vị. Và quay trở lại với tiến sĩ Ngô Hồng Dũng thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, bản tin nói về tập đoàn của Hoa Kỳ đang lo ngại phía Tây Phương vì chiến sự Ukraine đã thiếu hụt vấn đề dự trữ vũ khí. Lãnh đạo của Northrop Grumman đã cảnh báo kho dự trữ vũ khí của Tây Phương không được chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài quá lâu tại Ukraine. Điều quan trọng là cần phải có tín hiệu rõ ràng về nhu cầu và mức độ huy động kho vũ khí trong tương lai. Khả năng dự trữ của các nước Tây Phương không đủ để duy trì cái mức độ viện trợ hiện nay cho Ukraine trong nhiều năm, nhiều tháng. Phát ngôn viên Kathy Warden, giám đốc điều hành của Northrop Grumman, một trong năm tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Hoa Kỳ, cho biết như vậy trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 17 tháng 7. Hoa Kỳ và các đồng minh trong NATO cũng đã cung cấp lượng vũ khí lớn cho Ukraine trong hơn 4 tháng vừa qua với chiến sự của Nga. Tuy nhiên, giới chức của Tây Phương đã liên tục bày tỏ sự lo ngại rằng quốc gia của họ đã cạn kiệt kho dự trữ vũ khí trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu nào được gọi là chấm dứt. Hạn chế trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng khiến cho các tập đoàn quốc phòng chật vật để tìm kiếm những linh kiện thiết yếu, khiến cho thời gian chờ đợi bàn giao hàng trăm, hàng ngàn vấn đề vũ khí cho Ukraine thành vấn đề trở ngại. Một tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Hoa Kỳ cũng chia sẻ quan điểm với lãnh đạo của Northrop Grumman. Doanh nghiệp này đang bắt đầu mua sắm linh kiện với kỳ vọng sẽ có thêm đơn đặt hàng từ các chính phủ của Tây Phương. Họ đã thừa nhận là nguy cơ số linh kiện này sẽ bị bỏ phí. Tập đoàn Raytheon cuối tháng 4 đã cảnh báo sẽ mất nhiều năm để bù đắp cho kho dự trữ về vấn đề tên lửa, cũng như là loại vắt vai Stinger của Hoa Kỳ sau khi chuyển giao số lượng lớn cho Ukraine. Nghị sĩ May Gallard, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện, đã cho biết trong kho dự trữ của tên lửa Javelin của Washington đang cạn dần. Chúng ta đã đốt sạch tên lửa Javelin tích trữ trong vòng 7 năm vừa qua. Đây là vấn đề quan trọng khi Hoa Kỳ cũng cần phải tiếp tế cho Ukraine và đồng thời cũng phải lo chuẩn bị cho kho dự trữ để nếu chiến tranh nào đó xảy ra, Hoa Kỳ có đủ phòng thủ để bảo vệ đất nước cũng như tìm mọi cách để không cho chiến tranh khắp nơi xảy ra. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Xin ban kỹ thuật cho Mỹ Linh bản tin số 5. Thưa quý vị, bản tin liên quan đến một người phụ nữ ở tại West Virginia đã tỉnh dậy sau 2 năm bị hôn mê sau khi bị tấn công. Các nhà chức trách ở tại West Virginia ngày hôm thứ Sáu đã thông báo bắt giữ một người đàn ông. Và đây là người anh trai của cô gái có tên là Wanda Palmer. Tên này tên là Daniel Palmer, 55 tuổi, đã bị bắt vì đã cố gắng sát hại và làm bị thương em gái của mình. Và có thể là dùng những cái vật cứng nhọn như là dao, rựa hoặc là có thể là đã làm cái gì đó quấn quanh cổ của cô, làm cho cô bị thương vô cùng nặng nề, dẫn đến cô bị coma, bị hôn mê trong suốt 2 năm luôn. Nhưng mà lưới trời lồng lộng tuy thưa khó lọt, người ta tìm mọi cách bằng chứng để mà chứng minh được để bắt cái người anh trai này, nhưng mà không thể nào có tìm đủ bằng chứng. Nhưng cuối cùng khi cô gái này trong khi bị coma lại có thể tỉnh lại sau 2 năm đã chỉ chứng được, và cuối cùng cảnh sát ra lệnh bắt giữ ngay lập tức cái người anh trai của cô là Daniel Palmer. Khi cô gái bị hại là Wanda Palmer đã bất tỉnh và nằm gục ở trên một chiếc ghế dài ngay ở trong nhà của mình ở trên đường Flatwood ở thành phố là Ravenswood thuộc tiểu bang West Virginia, khi mà các người hàng xóm đã tìm thấy cô vào ngày 10 tháng 6 của năm 2020. Anh trai của cô lúc đó đã được quan tâm tới rồi, nhưng mà cảnh sát không có tìm được cái bằng chứng nào để mà có thể bắt giữ anh ta ngay lập tức. Nhưng mà khi mà cô gái này tỉnh và chỉ chứng được thì cô Wanda đã giúp cho cảnh sát, dù rằng dĩ nhiên là cô dùng cố gắng hết sức để mà có thể nói thôi, tại vì 2 năm coma và tất cả những gì cảnh sát nghe là chỉ qua cái gọi là
nói mà ra hơi bập bẹ thôi, nhưng mà cuối cùng thì cảnh sát vẫn có thể nghe được, và đó là sự kiên cường để mà cô chỉ chứng ra cái người anh trai đã gọi là cố tình làm hại đến mình. Nhưng mà may mắn là cô vẫn sống sót và có thể hồi phục được, và chắc chắn là sẽ có những cái sự điều tra kỹ lưỡng hơn của cảnh sát liên quan đến việc là cái người anh này đã gây ra những hành động cố ý giết em gái của mình và dẫn đến việc là cô bị coma trong suốt 2 năm trời. Và sau đây thì xin kính mời quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi để theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị đừng quên là nếu quý vị đang theo dõi trên YouTube, xin bấm vào chữ subscribe rồi hoặc là bấm vào chữ ghi danh đó, rồi sau đó bấm vào cái chuông để YouTube có thể thông báo cho quý vị khi mà chúng tôi có video clip mới được upload lên. Hoặc là nếu quý vị theo dõi trên Facebook thì xin bấm vào chữ gọi là follow hoặc là theo dõi để Facebook cũng gửi đến cho quý vị một tin nhắn báo rằng là chúng tôi đã có vlog clip mới để cho quý vị có thể theo dõi được nhanh chóng nhất. Cảm ơn quý khán giả đã luôn yêu thương chương trình. Và kính thưa quý vị, chương trình tin tức buổi tối cũng hân hạnh được bảo trợ bởi công ty Nature Medic. Công ty Nature Medic là công ty chuyên sản xuất các loại sản phẩm liên quan đến Fucodent, có cả luôn Fucodent dạng nước, rất là tốt cho quý vị nào đang phải điều trị những căn bệnh nặng, kể cả bệnh ung thư, sẽ giúp cho quý vị gia tăng sức đề kháng rất tốt. Kính mời quý khán giả tìm hiểu thêm ở talk show của công ty Nature Medic vào mỗi ngày thứ tư ở lúc 2:30. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, sau đây vẫn là những bản tin gửi đến cho quý khán giả trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo cùng với tiến sĩ Nguyễn Hùng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, nước Canada đã bàn giao tua bin đường ống Nord Stream cho Đức. Tua bin đã nén khí dùng cho đường ống Nord Stream 1 đã được Canada gửi đến Đức vào ngày 17 tháng 7 bằng máy bay. Theo báo Nga là Kommersant, sẽ cần thêm 5 cho đến 7 ngày nữa để đưa tua bin nén khí do Siemens Energy, là một chi nhánh tại Canada của tập đoàn công nghệ Đức Siemens, bảo dưỡng. Từ Đức sẽ đến Nga nếu quá trình vận chuyển và thông qua không gặp vấn đề gì. Nhật báo Kommersant của Nga hôm nay đã dẫn một nguồn tin thông thạo việc mà hoàn trả các tua bin cho trạm nén khí Botova của Nga, bộ phận quan trọng trong đường ống Nord Stream 1, gần đây đã thu hút sự chú ý. Canada ban đầu giữ lại thiết bị theo lệnh trừng phạt của Tây Phương áp đặt đối với tập đoàn Nga. Tập đoàn năng lượng của Nga là Gazprom trong tháng 6 vừa qua đã giảm tới 40% nguồn cung cấp khí đốt đến nước Đức với lý do là các tua bin đã chậm được bàn giao sau khi sửa chữa. Trong khi đó thì Đức cho biết cái tua bin nén khí này dự kiến chỉ được sử dụng từ tháng 9, đồng nghĩa với thiếu tua bin không thể là lý do khiến cho dòng chảy khí đốt đã bị giảm trong tháng 6. Đầu tháng 7 này thì Canada đã cấp giấy phép có thời hạn và có thể thu hồi cho Siemens Energy để công ty bàn giao cái tua bin này đã được sửa chữa cho Đức. Theo Kommersant, tua bin sẽ được vận chuyển bằng phà từ Đức, sau đó bằng đường bộ qua Phần Lan đến nước Nga, dự kiến vào ngày 24 tháng 7, tức là một tuần nữa. Nord Stream AG, công ty vận hành Nord Stream 1, Gazprom, bộ năng lượng Nga chưa có phản hồi về đề nghị bình luận. Siemens Energy đã từ chối bình luận về thông tin trên. Nord Stream là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang nước Đức qua biển Baltic, vận chuyển khoảng 55 tỷ mét khối mỗi năm. Nga chưa có đưa ra một bình luận gì cho đến ngày hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, đường ống hy vọng sẽ phục hoạt trong khoảng ngày 21 cho đến ngày 27 tháng 7 năm 2022. Trở lại với cô Mỹ Linh.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến việc cảnh sát cho biết một nghi phạm cướp ngân hàng ở tại Georgia đã ăn mặc như một người phụ nữ lớn tuổi để cải trang. Cảnh sát ở tại Georgia đang truy lùng một nghi phạm đã bước vào ngân hàng Chase để cướp ngân hàng này vào ngày thứ hai. Và anh mới sáng ngày hôm nay thôi, và anh ta đã bị cáo buộc rằng là đã gọi là giả dạng như một người phụ nữ. Đó, quý vị thấy ăn mặc như vậy đó. Rồi sau đó thì đã đến và gặp một cái người teller trong ngân hàng, rồi xong nói rằng là anh ta có một khẩu súng và đưa một tờ tiền để yêu cầu nhân viên này đưa tiền mặt. Sau đó cảnh sát là anh ta đã trốn vào một chiếc xe. Chiếc xe này không có ghi danh với lại DMV, và các nhà chức trách là anh ta cho biết là anh ta mặc một cái chiếc váy hoa sặc sỡ, đội tóc giả màu trắng, đeo găng tay cao su màu cam và là một người cao khoảng 6 feet và mảnh mai. Thì đến bây giờ cảnh sát vẫn đang cố gắng truy lùng thủ phạm. Tại vì anh ta giả dạng như vậy thì dù có bao nhiêu cái camera ở trong ngân hàng thì cũng rất là khó xác định được. Và anh ta còn mang bao tay để mà có thể gọi là tránh để lại tất cả những cái vết tích. Nhưng mà chỉ cần một sợi tóc của anh ta rớt xuống ngay trên cái sàn của tòa nhà thôi, nhưng mà ta cần bộ đội cái mũ này cũng tránh rớt tóc chăng, thì cảnh sát cũng có thể tìm ra. Nếu chỉ cần một cọng tóc rớt xuống thôi thì cũng là có thể tìm được danh tính. Nhưng mà so far cho đến bây giờ thì cảnh sát vẫn chưa hề biết được đây là ai. Nhưng mà vào trong ngân hàng Chase để mà cướp nhà băng, dĩ nhiên thì không có được cướp được nhiều tiền đâu, tại vì chỉ gặp được một cái người teller trong ngân hàng rồi đòi tiền mặt thôi. Thì dĩ nhiên cái người đó thì đã được huấn luyện thì một phần tiền ở trong cái két của cô thôi. Rồi sau đó thì anh ta chạy trốn, đi ra ngoài, nhảy lên một chiếc xe đó không hề ghi danh với DMV. Dạ, và bây giờ thì cảnh sát đang truy đuổi, và hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục follow cái vụ án này để xem thử ai là kẻ gian dạ đã dám đi vào cướp nhà băng Chase, kính thưa quý vị, ở tại tiểu bang Georgia. Quay trở lại với tiến sĩ Ngô Hồng Dũng, thưa anh. Ông ta đi ăn cướp mà bằng cái đồ nó sặc sỡ quá, khiến cho người ta dễ chú ý quá hả? Thưa quý vị, một cái tin cũng không vui. Một bà cụ già bị ngã xuống cái ao ở tại Florida. Người phụ nữ này là 80 tuổi, ở tiểu bang Florida, đã ngã xuống một cái ao bên cạnh một cái sân golf và bị hai con cá sấu tấn công, khiến cho bà tử vong ngay tại hiện trường. Cảnh sát của thành phố Sarasota, tiểu bang Florida, ngày 18 tháng 7 cho biết nhân chứng thấy người phụ nữ này rơi xuống ao dọc trong cái sân golf tại câu lạc bộ Boca Raton hôm 15 tháng 7. Người phụ nữ chưa xác định danh tánh và tuổi tác, vùng vẫy cố gắng nổi lên mặt nước. Khi ở dưới nước thì hai con cá sấu đang ở gần nạn nhân và chúng đã vồ lấy bà. Văn phòng cảnh sát trưởng của Sarasota đã cho biết nạn nhân tử vong tại hiện trường. Văn phòng cảnh sát trưởng đang làm việc với Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và Cá Florida và Văn phòng Giám định Y khoa để điều tra sự việc, xác nhận của nguyên nhân cái chết của bà ta. Tổ chức này đã bắt và đưa hai con cá sấu dài khoảng 3 mét ra khỏi cái ao. Những cái vụ mà cá tấn công đã gây tử vong là rất hiếm ở tại Florida. Dù sinh vật này đã xuất hiện khắp tiểu bang Florida, cơ quan này cho biết trung bình có 8 vụ cá sấu tấn công mỗi năm cần phải điều trị y tế. Từ năm 1948 cho đến năm 2021, có 442 vụ cá sấu cắn ở tiểu bang này. 26 trong số đó đã đến vấn đề tử vong. Hồi tháng 6 của năm 2022, tức là tháng trước, một người đàn ông đã chết ở tại bờ hồ Lago Florida. Và cái điều này cũng đã tình nghi là do bị con cá sấu tấn công. Tuy nhiên, xác của người này vẫn còn ở trên bờ. Không biết nó tấn công là nó có ăn không, nhưng mà cái điều này chỉ là một sự nghi ngờ. Thì nhiều lúc không đúng thì cũng tội nghiệp cho mấy con cá sấu. Đó là lý do mà nhiều người cũng muốn đi qua Florida, nhưng mà cũng có một số người cũng ngại ngùng đi qua Florida đấy. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Tiếp đến nữa là, thưa quý vị, cơ quan thực thi pháp luật ở trại Texas đã thu giữ được ma túy cocaine, methamphetamine trị giá $4 triệu. Các cơ quan thực thi pháp luật ở trại Texas đã
thực hiện nhiều vụ bắt giữ các cuộc buôn bán ma túy vào tuần qua, thu giữ được tổng cộng số cocaine, methamphetamine trị giá 4,4 triệu đô la. Các nhân viên hải quan và bảo vệ biên giới đã làm việc ngay tại cây cầu gọi là Gateway International và thu giữ được 3,6 triệu đô la chỉ riêng với lại cái methamphetamine thôi. Và cơ quan thực thi bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho biết một người đàn ông ở trạch Texas 61 tuổi đã cố gắng đi vào nước Mỹ với lại một chiếc xe Ford 2000. Và chiếc xe này đã được đưa đi kiểm tra và một sĩ quan cảnh sát đã phát giác ra khoảng 181 pounds, một cái thứ gì đó có vẻ như là bột methamphetamine được giấu ở trong xe. Và sau đó thì cảnh sát đã thu giữ được cái gọi là cái số còn mà methamphetamine đó và sau đó còn có những chất gây nghiện khác cùng với lại chiếc xe và những người ở trong xe có các đặc điểm mà gọi là cơ quan an ninh nội địa đã chỉ chứng và họ có thể là những người mà tổ chức buôn bán ma túy nên bị bắt giữ luôn. Và hai ngày trước đó thì các đại diện của cảnh sát của quận hạt Besa cũng đã thu giữ được số cocaine trị giá 120.000 đô la và các cảnh sát đã dừng một chiếc xe và phát giác ra khoảng là 10,5 kg methamphetamine. Người lái xe là Calvin Slaus, 41 tuổi, bị bắt giữ với tội tàng trữ ma túy. Văn phòng cảnh sát trưởng cũng cho biết ngày 13 tháng 7 thì các nhân viên của sở cảnh sát cũng như là cơ quan bảo vệ biên giới đã thu giữ số cocaine trị giá 691.000 đô la sau khi kiểm tra một chiếc máy kéo Freightliner năm 2003 đi băng qua cây cầu thương mại thế giới từ Mexico và tiếp tục là họ sẽ gọi là thực hiện những cuộc càn quét còn mạnh hơn nữa để mà giữ gìn sự an ninh ngay tại biên giới để chống cho các tổ chức buôn bán tàng trữ ma túy có thể đưa ma túy vào nước Mỹ từ dạng ma túy nè, cocaine rồi methamphetamine tất cả đều phải được thu giữ mà chỉ trong một tuần thôi mà giữ được tới 4,4 triệu đô la là một con số rất là lớn cái thưa quý vị. Và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Kính chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật bình an và nhiều niềm vui. Cảm ơn tiến sĩ Ngô Hồng Dũng đã chia sẻ với quý khán giả những bản tin hấp dẫn của ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh cũng như xin được kính chúc quý vị có được một buổi tối an lành. Tạm biệt quý vị.